đố người ta được. Tao biết người ta đánh nó. Không ra tao đâu được. Không thấy được em nhé. Ai chưa anh đổ cái lắm vào. Ai à. Cái này nó nổ ác lắm. Đây đừng đừng cho những cái đấy nữa, nó nổ. Cái nó nổ một chút. Cái gỗ này. Cái nó nổ một chút. Cái cọc ấy. Chưa nổ nữa nhỉ. Anh bị dàn dỗ chỗ, dàn dỗ chỗ nào ấy? Đâu còn lâu mà biết. Nhưng về báo. Ờ, về báo mẹ mày. À! Ai? Anh bị dàn người ra này em hiểu không? Thế mày nghĩ lại. Mang đây để em ra rồi còn đâu có dùng nữa đâu mà chả phải bỏ thì làm gì bỏ bỏ thì em để đấy sang năm nó lên mọc lại. Đố đi đấy cầm đi nhưng mà bây giờ đợi nó chín anh đi cắt cổ em đi. Tao chả liên quan giờ nhưng mà đi cắt cổ em hả? Giờ này tao chịu. Thế em mang cút em về em không? Đấy, mang về đi. Mang về mà nữa. Bắt chung châu nướng đi. Chung châu. Châu nướng là con. Đời hư áo đưa em vào cơn nữa. Âu, ôi, khỏi thế. Hút sông sông khói. Ừ, chân quá. Tắm. Đó. Anh tắm đi. Anh dạy em bơi quá. Thôi ông bơi nhìn bé. Muốn dạy bơi không? Không. Đấy. Nào. Đừng ngay. Đừng. Ngay nữa. Đấy. Đấy. Chưa lấy được nhé. Lấy đi. Lấy đi. Nào. Ê, quên nhắm vào chân em chờ ấy. Mày không lấy chắc à? Dạ, chịu lấy này, tôi trôi vào ấy. À, chín chưa? Chắc chín rồi. Chín nhanh lên đúng bọn thả trâu nó sang. Rất là ngon các bạn. Sao nhiều cổng này? Cầm chạy à? Chỉ cho nó cái đuôi chứ. Rất là ngon các bạn. Nhưng mà tí anh không cắt cỏ thì em bảo. Ừ, bảo đi. Chà chà. Ngon đấy. Chưa. Còn tay anh. Anh bỏ ra. Không được ăn trước. Tao làm gì đâu. Bảo ngu. Nhìn tao xem nào. Tao xem ra chín chưa đỏ lử này. À chưa chín, chưa chín, chưa chín. Ra được. Cái kiếm. Ừ, cũng thế. Ngon lắm kìa. Thịt nó ngọt lắm. Không bị chấm. Mặt nha. Ăn nó cực cực ngói á. Cực cực gãy á. Nói gì vậy? Chị nó. Nó không vàng nhỉ. Cứ vàng. Mời cả nhà nhé. Ăn được gì anh? Mời cả nhà cho em ăn con này rồi. Hơi to. À, ngọt, ngọt đấy. Ngọt quá các bạn. Mời các bạn nhé. Chơi cút đầu. Cho mấy lăng hạt trâu một quả. Một coi. Anh đang cho đi. Đấy, cứ. Còn hả, con rồi đó. Hả?
rất là ngon các bạn. Bọn nó đang sâu xế. Vẫn có chim. Thích hơi chích à? May bạn nó đang xem cái gì đó. Xem con voi. À à. Xương cứng quá. À. Ngọt lắm. Ngọt nhỉ. Ngon ư. Tuyệt vời các bạn. Chị tắm không? Em bận. Này, này. Này. Em phải cho em đi cắt cỏ mà. Cắt cỏ mới đi đi. Không có hai cái trọng á. Khốn. Khốn như mày á, bao giờ mày chết. Không ai quên em rồi. Ăn này mới ngon luôn. Nó cồn quá. Em ăn cái. Này, bệnh chân à, cắt. Chắc ngon. Chân nó rất là giòn. Nó là đến một chim 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 gì nhỉ? Chim bèo, à chim én á. Mình sẽ đi bắt mình được đâu. Em thích bắt ăn chim biển. Chim biển. Chim biển ngon lắm. Từ từ. Ngồi à. Không. Xương rất là giòn. Ăn thôi rồi. Em không chỉ làm này. Rồi nữa. Ăn rồi nữa. Ừ, tao cho bọn nó con nữa. Tao thấy bọn nó hết rồi. Kéo mà anh ra anh giấu. Giấu gì? Ngồi kìa. Sống vì cộng đồng các bạn. Kìa. Cạnh nhau, cạnh nhau. Mày tí mà lùa bọn trâu xuống ruộng cỏ nhà mày á, ăn hết cỏ đi, về bảo mẹ mày là cỏ bị trâu ăn hết rồi, không cắt được ngọn nào đâu. Ngu thế. Láo như anh á. Chẳng thế à? Cho ăn hết vỏ cỏ nhà mày đi. Em là con trai cưng của mẹ. Ngược đi. Em mày, em mày làm à, em mày ngon là mẹ em mày tiền. Em cho tiền em mức lượng nha. Mày bán gà thì hối tiền. À, chơi ấy. Con nào đều mới bán. Không hết được thêm gì cả. Đấy. Cái đầu chim mình thích ăn nhất là cái đầu chim của bạn. Rất chim. Là béo. Béo cực luôn. Cái gì à? Đợt nào phải lấy đế tăng hình á. Bắt chim gì? Chim gì nó về đen trời các bạn. Nhiều lắm. Có một chim ngọt này. Tả như mấy con chim cút ở đám cưới người ta tan chim cút nuôi. Mấy cả nướng bị giòn quá. Anh nướng ngon. Nướng bị giòn quá. Người ta quay còn mình nướng. Nướng ngon. Mình chân cút đồng là chắc các bạn ngon này. Căn bản là anh làm món gì đúng không? Anh ông hai.
làm gì không? Nhanh ấy. Mày chỉ có em điện tử để nhanh. Thôi. Đây tắm đây. Tắm rồi ăn. Đây là tắm. Con cháu về chưa? Bây giờ về. Hả? Bây giờ về. Chơi cháu không? Này.